Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mẹ xí muội sẽ làm món mì xào bơ tỏi nha các bạn. Nguyên liệu của mình gồm có là tỏi, hành, một trái bắp, bơ, hai gói mì tôm và tép ruốc. Bây giờ mời các bạn cùng vào bếp với mẹ xí muội để làm món mì xào bơ tỏi nha. Trước hết là mình sẽ tách cái hột bắp này ra. Hành lá bây giờ mình sẽ cắt khúc ra nha các bạn. Tỏi mình sẽ bằm nhỏ ra. Hai gói mì mình sẽ trụng qua nước sôi. Mì nó trụng mềm rồi mình sẽ chắc hết nước ra. Nguyên liệu mình đã sơ chế xong hết rồi, bây giờ mình chuẩn bị xào mì nha các bạn. Mình sẽ bắt chảo lên bếp và mình sẽ cho bơ vào để bơ nó tan ra. Bơ đã tan thì mình cho tỏi vào. Tỏi vàng mình sẽ cho bắp vào. Theo mình cho cái tép ruốc này vào luôn. Mình lấy một cái gói súp của mì lúc nãy á, mình cho vào đây luôn, một gói thôi nha. Tiếp theo mình sẽ cho mì tôm vào. Cuối cùng mình sẽ cho hành lá vào. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Đây, mời các bạn cùng ăn mì xào bơ tỏi với mẹ xí muội nha. Đây, mình ăn cái món này mình ăn với tương ớt á, mình đã cho tương ớt lên trên mặt luôn rồi. Muội con ăn hết rồi. Rồi con ăn đi, muội ăn mì của muội là không có bỏ tương ớt. Mời các bạn nha, cùng thưởng thức mì. Em nhỏ không có già ăn tương ớt. Ăn tương ớt rất là cay. Rồi ăn tương ớt cay, em nhỏ không ăn phải không? Rồi mời các bạn ăn mì xào bơ tỏi nha. Còn ăn đường cà hơi chuột, em nhỏ ăn đường cà hơi chuột. Đúng rồi. Còn người lớn ăn đường ớt chuột. Mình xào bơ, nó thơm bơ lắm. Thơm bơ lắm các bạn ơi. Mình dùng thêm cái muỗng để mình ăn bắp. Bắp á mình gắp không có được, nó đổ hột xuống. Có bắp vô á, nó ngọt, nó ngon, đã luôn á. Bắp tép ruốc với hành ngon. Dậy lên cái mùi bơ á, làm mì mà nó thơm, nó ngon. Có thằng ớt nữa, nó cay cay, ăn nó đã gì đâu. Nguyên liệu để mình làm ra một cái dĩa này á các bạn, là mình dùng một cái bắp, hai gói mì tôm, 1.000 hành, 2.000 tép ruốc. Và cái gia vị mình nêm nếm vào đây á, làm chỉ có một cái gói súp của mì tôm thôi. Mình dùng một gói súp là mình nêm nó vừa ăn luôn. Mình cho thêm miếng tương ớt nữa là ăn vừa, khỏi chan, khỏi chấm thêm cái gì nữa hết. Đây, mời các bạn cùng ăn với mình nha. Mọi người cũng rất là thích ăn mì tôm.
không bị xào mà phải ăn bằng muỗng. Để con nè, để múc bắp ăn được. Con muốn ăn mì chôm ướt. Con ăn mì chôm nước. Bữa sau mình nấu mì nước cho mọi ăn nha. Bữa nay mì xào. Mì xào tao sao nó không có nước ta. Cái dĩa mì này 2 ca tép ruốc nè, 1.000 đồng hành là 3 ca, 3 ca trái bắp 5 ca nữa là 8 ca, 2 gói mì tôm, 2 gói mì tôm là khoảng 8 ca nữa, 16 ca. Bơ chút xíu bơ à, mình mua cái hộp bơ có 11.000 mà mình xài chắc một phần chắc khoảng 3.000 bơ nữa. Có một cái dĩa mì ngon tuyệt vời luôn. Con này đi không được nè. Bắp bắp các bạn ăn có bắp nó ngọt lắm, ngon. Hôm nay mình ăn mì xào bắp. Ủa, nhầm, mì xào bơ tỏi. Mình tiếp tục kể chuyện phim nữa nha các bạn. Thì mình hôm bữa trước á, mình coi cái phim của Triệu Lộ Tư đóng anh, là cái phim Xuân Hoa Thu Nguyệt với cái phim Tam Thiên Nhà Sát. Rồi viện Triệu Lộ Tư rồi. Hồi xưa thì mình làm thích Triệu Vi nè, rồi tới Triệu Lệ Dĩnh, rồi bây giờ Triệu Lộ Tư. Mình thích diễn viên họ Triệu. Mình xem Xuân Hoa Thu Nguyệt đó, mình thấy cái kết, cái tập cuối của nó, cái kết của nó có hay. Nó hay. Mà sao mà cái phim Tam Thiên Nha Sát đó các bạn, sao cái kết thúc của nó mình chẳng hiểu cái gì hết trơn luôn á. Coi cái tập cuối á mà mình chưa có hiểu. Không biết các bạn có bạn nào coi á có hiểu cái hồi kết của nó là sao á, chứ mình coi mình chẳng hiểu cái hồi kết luôn á. Xuân Hoa Thu Nguyệt thì cái kết thúc nó có rất là có hậu, rất là hay. Còn Tam Thiên Nha Sát á, cái kết nó cái kết mở á, cho nên mình cũng chưa có hiểu lắm. Lúc này ở nhà rảnh rỗi á, chỉ có nấu đồ ăn vặt với cài phim Triệu Lộ Tư. Không biết phim nào á diễn viên cũng đẹp lắm. Triệu Lộ Tư thì đóng phim nào cũng đẹp rồi. Còn phim Xuân Hoa Thu Nguyệt nè, là Nam Chính á, rồi cũng rất là đẹp. Còn Tam Thiên Nha Sát á, Nam Chính cũng đẹp luôn. Nam Chính là rất là xứng đôi với nữ chính luôn. Mà mình không có thích cái kết thúc của cái phim Tam Thiên Nha Sát nha, mình thích cái kết của Xuân Hoa Thu Nguyệt hay hơn. Vừa ăn mì mà vừa nói chuyện phim không biết bao giờ mới hết luôn. Ngon quá. Mì xào bơ tỏi. Tỏi thơm, thơm bơ ngọt bắp. Món này để mình ăn. Thơm bơ ngọt bắp dậy lên mùi mì. Rất là ngon. Các bạn ơi, vậy là cái video mì xào bơ tỏi của mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn nha. Bye bye.